có nấm nè. Lụm thôi, xíu lấy hồi sẽ quay cho cả nhà kiến thức ha, ăn trồng dĩa cao lên. Nhà nấm mỗi phần như thế này thì họ để có ít à, lấy nhìn thấy hoành tráng lắm, để mọi người ăn đó, mọi người cảm thấy ngại khi mà cái dĩa nó trồng cao quá chứ cái gì có ít. Đây nấm nữa, mình thích ăn nấm, thịt, ốc. Đây là một cái slogan là gì? On you eat hả? Tất cả mọi thứ đều có thể cho một. Tất cả mọi thứ đều bạn đều có thể ăn. Đây, đặc biệt là cái phần này. Phần ốc nè. Sao cái này lâu sôi thế? Nó đang sôi rồi đó. Cái phần của Lý Hương thì đó, cái phần cay á, nên đã lâu. Này cái gì đây ta? Này gì đây anh Dương? Này cá hả? Da heo. Này da heo. Đây. Này can. Cái nồi này nóng không? Không, để cho. Đây. Wow, rất là nhiều ớt. Dùng món miệng luôn anh chị. Dạ, cảm ơn. Để ông coi cho cả nhà xem là cái phần lẩu ớt của mình rất là nhiều ớt. Đấy, ăn như vậy mới là ăn lẩu nha. Ghê chưa? Rồi, phía bên đây có cái muỗng rất là dễ thương. Đấy, sau đó thì các cô nhân viên cổ bật cho mình luôn. Rồi. Bỏ vô đây luôn ha. Bây giờ nó chạy. Rồi, chỉ có một cái chén. Rồi, quà nguyên đây là một phần. À, Lý Hương uống uống Pepsi nha. Anh Xuân Di thì uống Heineken. Ở bên đây sôi rồi nè. Mình phải xâm lấn bên đây trước. Mọi người ăn rất là vui ha. Lẩu này thì mình ăn với gì nhỉ? Không nên. Wow, sôi nhiều quá có thể tắt lửa. Để coi cái lẩu của anh Dương sôi ghê rồi, của mình còn chưa có ăn nữa. Rồi, chén em đâu, thịt chín rồi. Trong khi mà nồi lẩu của mình chưa sôi thì bên Xuân Di đã sôi rồi, vị trước ha. Bây giờ thì ăn trước phần rau này. Ở đây có cái phần táo, củ tỏi. Ồ, cái này không có nước chấm gì hả ta? Có muốn đi qua sân bên đây không? Ờ, chưa, đây còn chưa ăn miếng nào. Em thấy sôi quá trời sôi, phải giảm chứ. Chắc có lẽ là nước á, nó để như thế này á, để khi mà lẩu mà coi như là, ơi không có nóng ha, sôi quá thì nó không có bị mặn ha. Chứ hồi nãy thử ít nước thì thấy nó hơi nhạt chút. Rồi giờ Lý Hương sẽ bỏ gì đây? Ở nhà coi nha. Bỏ nấm vô trước. Rồi rồi, ok. Em sẽ để sát ra ngoài.
chấm. Nấm. Mình là thích các loại nấm. Wow. Ở đây có hai con gì đây? Con này con giò gì anh? Ốc gì đây? Con ốc này ốc gì anh? Không biết tên con đó. Ai biết thì có thể để lại comment cho Lý Hương nha. Còn đây là ba con ốc nè. Ốc bầu. Nhúng vô cho nó nóng ha. Xếp chồng dĩa lên. Không quá. Hơi bị cay. Thank you.
We'll be right back.